Trong bài học lần trước, chúng ta đã đặt một câu đề nghị hay yêu cầu ai làm một việc gì đó bằng một câu hỏi. Mà trong câu hỏi này thì đằng sau thân của động từ, chúng ta thêm cụm từ 릴까요 hoặc cụm từ 을까요. Ví dụ về câu, chúng ta nên ăn món gì? Câu này trong tiếng Hàn sẽ được nói như sau. 뭘 먹을까요? 뭘 먹을까요? 뭘 먹을까요? Thế còn nếu khi tôi muốn hỏi câu chúng ta sẽ đi đâu bây giờ thì tôi sẽ phải nói như thế nào? 어디 갈까요? 어디 갈까요? 어디 갈까요? Chúng ta sẽ cùng đi đâu? 어디 갈까요? Qua hai ví dụ minh họa vừa rồi, các bạn có thể trả lời hai câu hỏi này bằng cách sử dụng động từ được chia ở thì hiện tại. Ví dụ như đối với câu 뭐 먹을까요? Chúng ta sẽ ăn gì? Bạn có thể sử dụng động từ 먹어요 để trả lời cho câu hỏi này. Còn đối với ví dụ minh họa thứ hai 어디 갈까요? Thì chúng ta cũng có thể sử dụng động từ 가요 đã được chia ở thì hiện tại để trả lời cho câu hỏi này. Nếu như các bạn không muốn trả lời cụ thể với các động từ được chia ở thì hiện tại, thì chúng ta có thể dùng các cụm từ đã được học trong bài trước. Cụm từ 그래요 hoặc cụm từ 좋아요 để trả lời cho hai câu này cũng được. Bây giờ tôi và cô Chi Sương Hiên sẽ sử dụng những cấu trúc câu và những từ mới chúng ta đã học trong bài học ngày hôm nay để cùng thực hành một đoạn hội thoại ngắn. Mời các bạn cùng tham gia cùng chúng tôi. 무슨 과일을 살까요? 사과를 사요. 이 옷을 입을까요? 네, 이 옷을 입어요. 2시에 시작할까요? 아니요, 5시에 시작해요. 여기 앉을까요? 아니요, 저기 앉아요. Trong bài học ngày hôm nay, tôi đã giới thiệu với các bạn một số từ mới. Ngoài ra còn có một số từ mới khác nữa cũng xuất hiện trong bài học. Ví dụ như trong câu nói của Sochi với Michael, Sochi đã nói câu 왜 오늘도 늦었어요? 왜 오늘도 늦었어요? Trong câu này, chúng ta thấy có xuất hiện từ mới 왜 và từ 늦었어요. Ở đây 왜 có nghĩa là tại sao? Còn 늦었어요 là thì quá khứ của động từ nguyên thể 늦다 và nó mang ý nghĩa là chậm trễ. Hôm nay tại sao bạn lại đến muộn? Mời các bạn cùng nhắc lại câu này theo cô Chi Sương Hiên. 왜 오늘도 늦었어요? 왜 오늘도 늦었어요? Đã đến lúc chúng ta ôn tập lại toàn bộ những kiến thức đã học, những từ mới và cấu trúc câu trong bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi đoạn phim. 수지 씨, 미안해요. 수지 씨, 미안해요. 마이크 씨, 지금 15분 기다렸어요. 마이크 씨, 지금 15분 기다렸어요. 왜 오늘도 늦었어요?
왜 오늘도 늦었어요? 친구가 전화를 했어요. 친구가 전화를 했어요. 미안해요. 미안해요. 오늘 영화 볼까요? 오늘 영화 볼까요? 좋아요. 좋아요. 수지 씨, 지금 밥 먹어요. 수지 씨, 지금 밥 먹어요. 오늘 아침도 안 먹었어요. 오늘 아침도 안 먹었어요. 그래요? 뭘 먹을까요? 그래요? 뭘 먹을까요? 비빔밥 먹어요. 비빔밥 먹어요. 어디 갈까요? 어디 갈까요? 저 식당으로 가요. 저 식당으로 가요. xem lại đoạn phim một lần nữa, các bạn hãy chú ý các từ mới, các cấu trúc câu cũng như các ngữ cảnh để thực hành các cấu trúc câu đó. 수지 씨, 미안해요. 마이클 씨, 지금 15분 기다렸어요. 왜 오늘도 늦었어요? 친구가 전화를 했어요. 미안해요. 오늘 영화 볼까요? 좋아요. 수지 씨, 지금 밥 먹어요. 오늘 아침도 안 먹었어요. 그래요? 뭘 먹을까요? 비빔밥 먹어요. 어디 갈까요? 저 식당으로 가요. 정 bài học ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục với phần 받침 trong tiếng Hàn. 받침 là phụ âm cuối của một chữ hay một từ trong câu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem khi phụ âm triệt làm 받침 của một chữ, một từ thì nó sẽ được phát âm như thế nào. Mời các bạn chú ý theo dõi. Đằng sau chữ A nếu chúng ta thêm phụ âm triệt thì chữ này sẽ được đọc là át. 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 Mời các bạn cùng làm quen với một số từ mới mà sử dụng phụ âm triệt làm 받침. Nát. Nát. Chitta. Chitta. Chosso. Chosso. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta đã học được cách trả lời cụ thể về lời đề nghị và yêu cầu của ai đó đối với chúng ta. Hy vọng là các bạn sẽ luyện tập bài thật kỹ ở nhà và thực hành với những người bạn của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. 안녕히 계세요.